Dưới đây, luận về bán Phật. Phật, nghĩ thương chúng sanh, từ vô thị trước, đến tận vị lai sau. Trên, lên đến bậc đẳng giác Bồ Tát. Dưới, đến lục đạo phàm phu, không một ai, chẳng thuộc vào đại bi thệ nguyện mênh mông. Ví như hư không, bao hàm hết thảy, xâm la vạn tượng, cho đến trời đất, thảy đều chứa đựng hết. Cũng như ánh sáng mặt trời, chiếu khắp muôn phương, Dẫu kẻ mù từ lúc lọt lòng, chẳng thấy được ánh sáng, cũng vẫn được ánh sáng chiếu đến, mà được làm người. Nếu không có ánh mặt trời chiếu rọi, ắt chẳng có duyên sống còn, nào phải chỉ những người tự thấy được ánh sáng mới được nhờ ơn ư. Những kẻ thế trí biện thông, cậy vào kiến giải câu nệ, hẹp hòi, chê bai Phật Pháp, cho là có hại cho thánh đạo, biệp đời, dối dân, chọn chẳng khác gì kẻ mù từ lúc lọt lòng chửi mặt trời cho là mặt trời không có ánh sáng vậy hết thảy ngoại đạo đều trộn lấy ý nghĩa trong kinh phật cho là chính mình có lại còn trộn lấy những danh từ của phật pháp để hành tà pháp do vậy biết phật pháp chính là gốc đạo của hết thảy pháp thế gian xuất thế gian vậy ví như biển cả chảy ngầm dưới đất những chỗ nó tưới tắm chảy lộ ra ngoài chính là vạn con sông nhưng vạn con sông không con nào chẳng đổ vào biển cả những kẻ bán phật kia đâu phải là bán phật mà chính là tự bán mình đấy chứ bởi lẽ một niệm tâm tánh của họ toàn thể là phật nên phật mới thuyết pháp giáo hóa đủ cách như thế mong cho họ bỏ mê quy ngộ tự chứng được phật tánh sẵn có mới thôi do phật tánh quan trọng nhất đáng mến tiếc nhất nên Phật chẳng tiếc công sức như thế. Dù kẻ ấy chẳng tin nhận thì cũng chẳng nỡ buông bỏ. Nếu chúng sanh chẳng sẵn đủ Phật tánh, chẳng kham làm Phật, Phật cứ uổng công lập bày như thế. Hóa ra, nếu chẳng phải là gã khờ bậc nhất trong thế gian, thì cũng là gã đại vọng ngữ bậc nhất trong thế gian ư. Thiền lòng bác bộ, tam thừa thánh hiền, há chịu hộ trì, y chỉ Phật hay sao? Ấn quan Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển Ba, Lời Tựa Khắc In Lưu Thông Cuốn, Phật Di Giáo Kinh Giải. Người đời, chưa đọc Kinh Phật, chẳng biết. Phật, suy tính sâu xa, để hóa độ chúng sanh. Thấy bọn, hàng Âu Trình Châu, bán Phật, liền tự mình gánh lấy trách nhiệm, đề cao điều chánh. Quở trách thói tà, người ta nói sao, mình cũng bảo vậy, thốt lời khinh miệt, phỉ bán cho sướng miệng, chẳng biết bọn Hàng Âu hoàn toàn chưa từng đọc kinh Phật. Lý luận về đạo Phật của họ Hàng vốn chỉ có hai chữ Tịch Diệt là từ ngữ trong Phật pháp, còn những từ ngữ khác đều là lời lẽ của Lão Tử, Trang Tử. Về sau, do thiền sư Đại Điên khơi gợi hướng dẫn, Hàng Vũ mới không bán Phật nữa. Họ Âu chỉ đề cao họ Hàng căn cứ để ông ta bán Phật là do sự cai trị của nhà vua đã suy vi, đạo nhân nghĩa không ai đề xướng, nên Phật thừa cơ xâm nhập. Nếu như ông ta hiểu biết, đạo giúp đời độ sanh do Đức Phật tùy thuận cơ nghi mà lập như đã nói trong phần trước, ắt chẳng đến nỗi coi Phật là họa hoạn của Trung Quốc, để rồi muốn xua quét đi. Họ Âu, đề xướng như thế, kẻ học đạo nho, coi họ Âu như tông sư, đều bắt trước bài bác phật giống như vậy đại sư minh giáo muốn cứu vãn thói tệ ấy soạn phụ giáo biên dâng lên hoàng đế tống nhân tông nhân tông đưa cho hàng ngụy công xem ông hàng đưa cho họ âu xem họ âu kinh ngạc nói chẳng ngờ trong tăng chúng lại có người như vậy sáng mai sẽ gặp mặt một phen ngày hôm sau ông hàng đưa minh giáo đến gặp bàn luận thông suốt trọn một ngày từ đấy họ âu chẳng còn bán phật nữa hàng môn hạ của âu dương tu tiếp nhận giáo huấn của ngài minh giáo đa số đều cực lực học phật họ trình họ châu đọc kinh đại thừa nhà phật thân cận thiện tri thức thiền tông biết được những nghĩa toàn sự chính là lý trong kinh và pháp gì chuyện gì cũng quy về tự tâm của tông môn liền tưởng mình đã lãnh hội lớn lao, chứ thật ra, chưa hề đọc trọn các kinh đại thừa, tiểu thừa, và thân cận tri thức các tông, bèn chấp lý phế sự, bác không nhân quả, bảo Đức Phật, nói ra nhân quả ba đời, luân hồi sáu đường, để làm căn cứ gạt gẫm ngu phu ngu phụ, sùng phụng giáo pháp của Ngài, chứ thật ra, chẳng có chuyện ấy. Lại còn nói, con người chết đi, hình hài đã mục nát, thì thần hồn cũng phiêu tán, dẫu có, chém, chặt, say, giả, sẽ thi thố vào đâu. Thần hồn đã phiêu tán, lấy ai để thác sanh. Do vậy, kẻ ác, mặc lòng tạo nghiệp, người lành, cũng khó gắng sức làm lành. Ấn quan Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Nguyễn Hạ, Duyên Khởi của Phước Châu Phật học đồ thư quán.